Mình nghĩ mình cũng buồn lắm, vì mình cũng có con, có vợ, nhưng mà không may gãy đổ. Thì nói chung đi làm về mình nên thui thủi cũng buồn lắm. Thì nói chung mình cũng ao ước sao mà mình được một người vợ. Mình khi mình đi làm về cực khổ mệt nhọc chị không cần thiết, nhưng mà miễn có vợ ở nhà lo cơm nước, gặp vui cười với nhau là đủ hạnh phúc rồi. Hiện tại bây giờ cái thu nhập của anh mỗi một tháng mình kinh doanh buôn bán cá, mỗi tháng của thu nhập khoảng được nhiêu anh? À, mỗi tháng trung bình thì nó tầm khoảng chừng 12 triệu đến 16 triệu đi. Dạ, thu nhập anh từ 12 đến 16 triệu là rất là ổn định rồi. Thì anh tìm nửa yêu thương thì các chị kinh tế và thu nhập như thế nào để phù hợp với mình? Cái đó thì mình không cần thiết tới. Nếu mà một người phụ nữ nào thấy mình được thì cho mình cơ hội đến với mình, thì mình sẽ tự làm tự lo cho người phụ nữ đó, chứ không cần để người phụ nữ đó làm gì, chỉ cần là nội trợ là được rồi, sớm hôm có nhau là được rồi. Sở thích của mình đó là mình chính thức đi làm về mà sao mà có vợ con vui vẻ bên cạnh là mình mừng lắm rồi. Mình chỉ mong sao mẹ ghép được cho mình một cái người để bầu bạn từ đây tới cuối đời mà mình không phải lẻ loi nữa. Nhìn khi mình nằm mình suy nghĩ nhiều nhiều cái kỷ niệm về trước, rồi mình thấy những anh em bạn bè người ta đi đâu về cũng có người lo cơm nước, còn mình á thì bưng cái nồi cơm điện ra lấy muỗng múc ăn lên, thấy nó buồn lắm. Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị trong và ngoài nước. Dạ em chào anh. Chào Nghĩa. Anh chào khán giả giúp em. Rồi, chào Nghĩa, chúc Nghĩa gia đình hạnh phúc và vạn sự như ý. Mình cũng chào tất cả khán giả cộng đồng mạng trong nước như ngoài nước. Dạ em cảm ơn anh. Em mời anh chia sẻ thêm giúp em. Anh năm nay mình được mấy mươi tên gì và từ đâu đến anh? À, mình tên Lê Văn Quý, quê ở An Giang. À, năm nay 44 tuổi, tuổi Dậu. Dạ, mình sinh năm bao nhiêu anh? Sinh năm 1981. Anh Quý, 44 tuổi đến từ An Giang. Hiện tại bây giờ tình trạng hôn nhân của mình như thế nào anh? Tình trạng hôn nhân mình đã ly hôn được hơn 2 năm rồi. Dạ, rồi anh được mấy thành viên trong gia đình? Trong gia đình thì mình được hai cháu. Dạ, rồi hai người con anh hiện tại bây giờ ở với anh hay là ở bên mẹ? Bé nhỏ thì theo mẹ, còn trai lớn thì ở với mình, nhưng mà nó vẫn đi làm ở nhà chỉ có mình anh thôi. Dạ, mình có thông gia hết chưa anh? Dạ có. Mình có mấy thông gia anh? Dạ một. Một thông gia là trai lớn, còn bé nhỏ thì đang ở với mẹ. Dạ. Dạ, hiện tại bây giờ anh làm công việc gì anh? Mình làm nghề tự do, trước kia thì mình chăn nuôi, giờ là mình buôn bán. Mình muốn bán cái gì anh có Buôn thể bán chia sẻ? cá. Mình muốn bán cá là như thế nào anh chia sẻ rõ giúp em. Mình buôn cá như thí tỷ như là mình đi căng cá của dân làm ra, rồi mình đem ra chợ, mình mang ra bạn hàng mình giao lại. Dạ. Rồi mình kinh doanh buôn bán cá là khoảng được bao lâu anh? Từ trước tới giờ. Từ xưa giờ là cái nghề chính của mình luôn ha. Dạ. Đi rồi hiện tại bây giờ là anh ở nhà rồi anh kinh doanh gần nhà không? Mình qua bên nhà mình ở bên An Giang, nhưng mà bây giờ mình qua bên Đồng Tháp giáp với Long An, mình mua bán bên đây. Dạ. Rồi mình chạy xe đi đi về về ha. Không, mình có phà ở bên đây luôn. Dạ. Phà là sao anh chia sẻ rõ giúp em. Một cái phà mình mua, phà bề ngang 3,2 m, dài 10 m, mình cắt lên thành là một cái nhà. Dạ. Và cũng như là chỗ ở tạm cho mình ở bên đây, mình có chỗ ăn ở để mình mưu sinh cuộc sống hàng ngày. Vậy là phà đó của mình hả anh? Giờ của mình. Rồi khi phà đó mình muốn đậu ở đâu đậu hay là như thế nào hay là mình có khu vực? Mình muốn đậu đâu đậu tùy mình, chợ nào mà tiện lợi thì mình vận chuyển nơi đó, mình dễ buôn bán thì mình cứ đến đó. Rồi phà đó hồi đó anh đóng lâu chưa? Đó là mình mua qua tay của người khác lại. Là hiện tại bây giờ nhà anh ở An Giang nhưng mà anh công việc thì anh làm thường xuyên là anh ở dưới phà ha. Vâng. Dạ em mời anh chia sẻ thêm chiều cao và cân nặng của mình á anh. Mình chiều cao 1,75 m, cân nặng 65 kg. Dạ anh tìm nửa yêu thương thì các chị chiều cao và cân nặng như thế nào để phù hợp với mình? Cái đó mình cũng không nói được, cái đó thì cho là tùy duyên đi. Dạ năm nay anh 44 tuổi anh tìm nửa yêu thương thì các chị độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu để phù hợp với mình anh? Theo mong muốn của mình thì lớn hơn mình khoảng chừng 2 tuổi,
Dạ, trở lại nhỏ hơn mình khoảng chừng 5 tuổi thôi, đừng nhỏ nhiều. À, từ 39 đến 46 tuổi ha Dạ. là phù hợp với mình. Thì kinh tế công việc anh hiện tại bây giờ cái thu nhập của anh mỗi một tháng mình kinh doanh buôn bán cá mỗi tháng của thu nhập khoảng được nhiêu anh? À, mỗi tháng trung bình thì nó tầm khoảng chừng 12 triệu đến 16 triệu đi. Dạ, thu nhập anh từ 12 đến 16 triệu là rất là ổn định rồi. Thì anh tìm nửa yêu thương thì các chị kinh tế và thu nhập như thế nào để phù hợp với mình? Cái đó thì mình không cần thiết tới. Nếu mà một người phụ nữ nào thấy mình được thì cho mình cơ hội đến với mình thì mình sẽ tự làm tự lo cho người phụ nữ đó, chứ không cần để người phụ nữ đó làm gì, chỉ cần là nội trợ là được rồi, sớm hôm có nhau là được rồi. À, vậy là các chị về với anh là chỉ cần nội trợ còn công việc tài chính thì để anh lo hết. Đúng. Dạ. Rồi anh có phân biệt là các chị ở vùng miền nào không anh? Mình chỉ ao ước được miền Tây mình đi. Dạ. Tìm đối thương thì các chị ở miền Tây thì càng tốt, thuận tiện mình qua lại ha. Dạ. Dạ. Cái ưu điểm và khuyết điểm của mình như thế nào anh chia sẻ cho các chị hiểu rõ, ví dụ như rượu bia, thuốc lá hoặc là sở thích của mình đó anh. À, nói chung thì cái ưu điểm của mình là mình hay giao thiệp, có uống rượu nhưng mà không uống bia. Như thuốc lá thì mình đi làm, bạn đi bằng hôm thì có hút. Sở thích của mình là mình chính thức đi làm về mà sao mà có vợ con vui vẻ bên cạnh là mình mừng lắm rồi. Dạ. Em mời anh chia sẻ thêm cái nỗi cô đơn của mình từ ngày anh ly hôn với bà xã đến ngày hôm nay cũng khoảng 2 năm, 2 năm mấy rồi. Cái nỗi cô đơn của mình như thế nào? Khi mà anh đi ra thì người ta có vợ, có chồng, có hạnh phúc. Còn anh thì lẻ loi một mình á, về thì bữa cơm gia đình một mình anh, thì anh cảm nghĩ như thế nào? Nói chung thì mình nghĩ mình cũng buồn lắm, vì mình cũng có con có vợ nhưng mà không ai gãy đổ, thì nói chung đi làm về mình nên thui thủi cũng buồn lắm. Là lúc đó mình cảm nghĩ như thế nào, mình có ao ước được rồi một bà xã như thế nào không anh chia sẻ giúp em. Thì nói chung mình cũng ao ước sao mà mình được một người vợ, mình khi mình đi làm về cực khổ mệt nhọc chị không cần thiết, nhưng mà miễn có vợ ở nhà lo cơm nước, gặp vui cười với nhau là đủ hạnh phúc rồi. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ mỗi khi anh đi làm về rồi cơm nước ai lo rồi giặt đồ đạc rồi ai làm anh? Mình tự mình làm hết. Dạ. Rồi anh có suy nghĩ là có nhớ lại những cái thời gian hạnh phúc bên bà xã mình lúc trước không? Cái lúc đó đó. Có chứ, mình nhớ từng kỷ niệm nhưng mà mình không còn đường quay lại. Dạ. Hết duyên ha. Dạ. Dạ. Anh có những lời gì bày tỏ cái nỗi lòng của mình cô đơn để cho các chị hiểu và yên tâm liên lạc về chương trình để tìm hiểu anh và xây dựng cái hạnh phúc mới không anh? À, mình chỉ mong muốn đến đây nhờ Nghĩa giúp mình tìm một nửa yêu thương để trong quãng đời còn lại này mình cùng người đó, nếu đủ duyên cùng người đó nắm tay đi hết quãng đời còn lại này. Chỉ mong người đó đến với mình là một người thật lòng là mình mãn nguyện rồi. Còn kinh tế như thế nào anh? Nếu về mặt kinh tế thì mình sẽ lo hết, không để cần phải bà xã mình lo. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ anh đi làm anh ở tại phà luôn. Rồi nhà anh rồi có trồng trọt chăn nuôi gì thêm không? Không, mình đi từ ngày lúc mình chia tay với bà xã tới giờ là không còn chăn nuôi nữa, nhà đóng cửa để đó. Nhà mình đóng cửa luôn hả? Dạ. Rồi con anh đi làm rồi ở có về nhà không? Một tháng vậy nó về một lần, khi 2 tháng nó về một lần, kêu nó về quét nhà quét cửa vậy thôi. Con anh cũng lập nghiệp phương xa Không, nó bằng công ty Bình Hòa mình kế Lâm Xuyên. ha. Dạ. Rồi ở trọ lâu luôn ha. Không, ở bên vợ. Ở bên vợ luôn. Dạ. Không cũng ít về nhà Dạ. ha. Ở nhà mình dưới rộng không anh? Là mình bề ngang 6 mét, nói chung là chắc khoảng độ tầm là phải 80 mấy mét Dạ. Nhưng mà mình còn miếng đất rẫy nào mình trồng trọt chăn nuôi gì không? vuông. Đất rẫy thì mình không còn mà, nhưng mình còn cái nền cặp bên nữa. Vậy là mình có cái nhà với thêm cái nền nữa ha. Ở đó mình có kinh, nếu như đủ duyên về các chị về đó thì ở đó mình có kinh doanh buôn bán được không anh? Dạ được. Trên đường mặt tiền hả? Dạ mặt tiền. Dạ. Rồi lúc trước anh với chị còn ở bên nhau đó rồi mình có kinh doanh buôn bán gì không? Thì mình cũng đi buôn bán cá vậy thôi. Dạ. Hồi trước bà xã anh làm công việc gì? Cũng nội trợ. Nội trợ không làm công việc gì hết. Mà kiểu như hai người không hợp nhau anh. Dạ. Bởi vì trong cuộc sống hôn nhân thì nó có
bất động về cái tiếng nói, cho nên lâu ngày quá nó dẫn đến cái sự mà mình chia tay. Dạ. Rồi khi anh lên chương trình anh em, anh có thông báo người thân hoặc gia đình đình gì biết không? À, có thông báo cho ba biết và bà xã cũ chứ mình vẫn thông báo. Dạ. Rồi gia đình có động viên anh hay là chia sẻ gì không anh? Ừ, không nói thì giờ mình lớn rồi thì tự mình quyết định. Dạ. Khi mà đủ duyên với các chị, anh có dự định là về bên nhà chị ở hay là về về bên nhà anh ở không? Cái đó thì nói chung cũng tùy duyên, ở đâu làm ăn được thì mình cứ đến mình làm thôi. Dạ. Nhưng mà công việc của anh thì một tháng thu nhập hơn 10 triệu thì em nghĩ là ở bên anh sẽ thuận lợi hơn ha. Dạ. Kinh tế anh thì cũng đủ lo cho bà xã rồi. Dạ. Cuối chương trình anh có những lời gì bày tỏ thêm không để cho các chị an tâm liên lạc về chương trình đó, để em xin phép kết thúc chương trình đó. Mình chỉ mong sau mẹ ghép được cho mình một cái người để bầu bạn từ đây tới cuối đời mà mình không phải lẻ loi nữa. Nhìn khi mình nằm mình suy nghĩ nhiều nhiều cái kỷ niệm về trước, rồi mình thấy những anh em bạn bè người ta đi đâu về cũng có người lo cơm nước, còn mình thì bưng cái nồi cơm điện ra lấy muỗng múc ăn, nên thấy nó buồn lắm. Mình ăn cơm của mình hả? Dạ. Rồi buổi chiều anh có đi vòng vòng đi đâu chơi để cho thoải mái phơi phả tinh thần không? Không, đó giờ mình buồn thì mình nằm mình chịu, chứ mình không thích đi đâu hết, không thích uống cà phê và không thích uống nước trà. Dạ. Hôm nay anh đến với chương trình anh em, anh có đồng ý cho anh em sử dụng hình ảnh lời nói của anh đăng lên cộng đồng mạng tìm nữ thương cho anh không? Dạ, đồng ý. Dạ, em cảm ơn anh. Thì cuối chương trình em cũng chúc anh sớm tìm được nửa yêu thương, đi hết quãng đường còn lại. Dạ, em nghĩa cũng xin tạm dừng chương trình ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở các video sau. Cô chú anh chị có kết nối yêu thương vui lòng liên lạc về chương trình. Anh em sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Dạ em xin chào. Dạ em chào anh ạ. Chào anh. Dạ.